luôn. Tôi đang đẩy thì vẫn đang là tươi. Tôi đẩy hiện tại vẫn đang là đấu trường với tôi bị đứng chiếm sản. Họ đang có dốc về thủ nhà. Và cố gắng là hy vọng rằng đây sẽ là trận đấu mà chúng ta có cái map đẹp. Và bài Summerian từng truyền rằng thường thường sẽ là rất nhiều voi. Và chúng ta cùng theo dõi xem trận đấu này thì bài Summerian của người Yuki có nhiều voi hay không. Còn đây là bài Min đến từ bên phía của chiếm xạ. Và cũng là đội trưởng của team Sparta. Chúng ta có hai đội trưởng trong cái đấu này. Chính xác là ba đội trưởng trong cái đấu này. Và tính cả cái thằng Venom nữa. Ba đội trưởng. Nếu mà vâng, cặp bí phép các bạn là Hoàng Mai Nhi và Venom thì sẽ là bốn đội trưởng trong cái đấu này đấy. Nhưng bây giờ đầu tiên đến từ bí phía của hai bên như vậy là không gây thủ nào chậm dân trong thời điểm đầu tiên cả. Đây là 9 nông dân cả. Bài Mi này hiện tại đang lý do đến từ bí phía của màu tam chia sẻ. Và bí phép đạo bạn thì là Minamoto. Vâng, quân như thế này mình đoán rằng bí phép đạo bạn sẽ là bài Min công Nga và Yamamoto đánh chém thôi. Còn đạo bạn thì có lợi thế tiếp đài về con thuộc về con Min, à sao thuộc về con Yamamoto, mình xin lỗi. Một chút lợi thế thuộc về bí phía của đội bạn về câu chuyện ép đời. Nhưng mà chúng ta có con Summerian dân châu máu thì mình nghĩ rằng cũng chỉ là cân thôi, cũng không gán. Cũng không gán con Yamamoto bí phía đạo bạn. Bài xe này hiện tại đang là khá ổn rồi nha. Có quả phụ, có voi và có hươu rồi. Bài hay hươu. Và xin chào anh Dư Thanh Phương nhá. Và bình luận viên quay xe. Và em này không biết quay xe cả. Đẹp. Rồi, xin chào anh Tuấn Minh nha. Và 17 trên 20. Hiện tại đang cắm tiếp dân thì do rồi thôi. Mà này thì vẫn đang nói chung là ổn rồi. Chắc là chia sẻ vẫn đang muốn thêm một chút đồ ăn nữa. Ví dụ như một đôi voi nữa thì là đẹp với 7.000 này. Vâng, sẻ thì hiện tại vẫn chưa lên kênh em nhá. Và có lẽ rằng sẻ sẽ tầm khoảng độ 9 giờ hoặc là hơn 9 giờ sẽ lên kênh. Và hy vọng rằng anh em có thể tiếp tục chia sẻ cũng như là like để cổ vũ cho Gaten Yuki trong cái đấu này. 20 trên 24. Quay trở lại với cả bên phía đội trưởng Team Sky nào. Bài bên phía chia sẻ đã khá ổn rồi. Còn đây là Gaten Yuki, đội trưởng Team Sky đang có một cái bài cầm Samarian có một vòi vàng. Có thể bầy hưu đầu tiên về với nhà chính của mình nữa. Hai mươi hai cũng đang có một con voi xa xa về với nhà chính của mình. Như vậy là bài Yuki cũng có nuôi voi này. Như vậy là khá ổn nhá. Bài từ ui ôi, vâng, như vậy là chỗ này vâng giữa hai nhà có đôi voi. Vâng, như vậy đấy là đôi voi mà bên phía cái tổ chim sẻ đang câu và Yuki cũng đã nhìn thấy rồi và có lẽ rằng sẽ nhờ cho chim sẻ thôi. Hay là mỗi người một con. À vâng, như vậy là mỗi người một con. Rất phê vào lầy, rất anh em. Rất tình đồng đội nhỉ. Bên phía Yuki có quả phụ nhưng quả phụ có lẽ rằng là hơi khó nhận khi mình thấy rằng đây là bãi quả phụ chia đôi. Vâng, 5 cây quả thì có 3 cây ở trên và 2 cây ở dưới. Ăn 3 cây thôi, 2 cây kia có lẽ rằng là thôi. Hai mươi năm trên 28 đến từ phía của Yuki thôi. Chân nếu mà Yuki vâng cầm xăm có lẽ rằng là anh chém thôi, đánh chém thôi. Hai bài đánh chém tất hay như thế nào đây? Đây là chia sẻ. Vâng, như vậy là gặp nhà bên phía của thủ Venom ở cái bên này nhá. Gặp nhà bên phía của kỳ thủ màu hai, bài cầm Yamamoto đấy. Như vậy là bài cầm Yamamoto đến từ phía kỳ thủ màu hai ở cái bên này. Vâng, Min của Quýt sẽ cánh bên kia. Vâng, không quay máy xẻ à? Còn em này vẫn đang quay máy xẻ. Ơ, đúng rồi, em vẫn đang quay máy xẻ đây. Ok.
Zoconta, Alamas. Rogan, Zoconta, Alamas. Alamas. Ok, như vậy đây sẽ là trận nếu mình ta sẽ đánh kiểu chém chấp nhà với 7 mi. Đây chúng ta sẽ đối đầu với cả Yamamoto. Không biết là bạn sẽ đánh bằng kiểu gì đây, bằng chém hay là cung cái 7 mi của cái thủ kích cao. Vào đây rồi, như vậy đây là tên, có lẽ rằng là tên ăn hoang đến từ bên phía của cái thủ Venop. Một tên vâng ăn bầy hiêu đến từ bên phía của thủ mùa 2. Và giò đã có ra những bên phía đầu bạn rồi. Bắt đầu có giò. Vâng, tên này thì cố gắng băm thôi nào. Vâng, đầu bạn đang vậy tương đối nhức nhối nhá. Vâng, sau đó một dân của bên phía của thủ chiếm xa. Và tên này thì cố gắng vậy bắt giò bên phía đầu bạn thôi. Cố gắng bắt giò của bên phía của thủ Venop cho tướng này. Ok, và tuần này vậy em không nhỉ? Không, như vậy tuần này chúng ta sẽ giữ gỗ để có thể bằng da ruộng và vậy bò nhà thôi. Và đã đuổi theo con giò bên phía của thủ Venop. Và đang đuổi theo con giò bên phía của thủ mùa 2. Con giò bên phía của thủ mùa 2 Venop là con giò công dày đủ full option nha. Một cây thủ nhà nào. Đây là bên phía của Yuki. Mùa 2 cũng đã chọc chéo sang nhà bên phía của thủ mùa 2, nhà bên phía của thủ Venop. Chọc chéo nhá. Tuần này đang cố gắng cho bên phía người từ chia sẻ khỏe nhất có thể với bài min đánh kiểu chém chắc nhà. Bập nào. Bắt đầu dí được đà lên nhìn phía đầu bạn. Và đây còn chém được từ lấy từ bên phía của cái thủ màu 2. Tuần này có lẽ rằng là vụt luôn. Và cần thiết thì vụt luôn, nhưng mà chúng ta có lạc đà đứng ở đây có thể bảo kê. Mất 2 dân ở trong bãi quả. Còn phù thủy đầu tiên hiện tại đang trong quá trình sạn ra với tôi. Và đầu lực cấp chặt gỗ đến từ bên phía của chiếm xa. Chúng ta sẽ đánh kiểu toàn khỏe ra và sau đó trực qua xong. Mình nghĩ rằng đó là thế ổn nhất với cái bài min của chiếm xa. Cái bài đối đầu với Yamamoto một đơn vị chém toàn. Và như vậy là chọc được bãi pha của kỹ thuật quýt cam mà. Ở vào tươi nhá. Và bài min này là bài min có lẽ rằng lên cung thẳng đến từ bên phía quýt cam. Và mất thêm 2 dân nữa dành cho bên phía của kỹ thuật màu 3. Với 2 lạc đà cộng thêm 1 giò dành cho đội trưởng của team Sky. Và lọt nhà bên phía màu 3 một tơn nhẹ nhẹ thôi. Chém xuyên được. Và màu 2 hiện tại đang chéo ra những bên phía của kỳ thủ màu bằng màu 1 của chúng ta là khá nhiều chém ra những bên phía kỳ thủ Venop. Vâng, tới đây. Vâng, được không nhỉ? Vâng, và được chéo bên phía kỳ thủ kỳ cam hay không? Vâng, như vậy là không được tới này. Vâng, còn phù thủy màu 2 đến từ bên phía kỳ thủ Venop đang đi cộng. Hôm nay bên phía kỳ thủ Yuki đang là 33-44 rồi. Anh vẫn đang chéo cánh sang những bên phía của kỳ thủ màu 2 một chút xíu để giảm lực cho kỳ thủ chiếm xe. Và chia sẻ sẽ cố gắng đánh kiểu tổng khẻ đẹp dài ra để cân với cả bài min của cái thủ quyết cam ở cái bên kia. Vẫn đang cố gắng đánh kiểu tổng khẻ đẹp dài ra. Bằng hai nhà sẽ cùng đánh kiểu to khỏe đến từ bên phía bên bệnh. Và tiếp tục dí lên nhà bên phía của cái thủ mùa 2. Tiếp tục dí cùng đào như là những con là đà lên nhà bên phía của cái thủ Venop để làm yếu nhà cái thủ Venop nhất có thể. Để giúp cho cái thủ và chia sẻ đi lắng khỏe ra. Đã bắn được bãi vàng của bên phía cái thủ Venop này. Đã bắn được bãi vàng của cái thủ màu 2. Và chim sẻ dí lên chưa? Anh đã dí lên. Và đang dí lạc đà cộng thêm những con chéo cộng thêm những con lạc đà lên nhà bên phía của cầu thủ Venop. 2-1 trong thời điểm đầu tiên này để giết chết nhà bên phía của cầu thủ màu 2. Và chết được cái khẩu bãi vàng anh ấy. Và tại đây có lẽ rằng là phủ cả dân thôi. Và Yuki sẽ đưa những cục đỏ ra bắn bãi vàng của bên phía cầu thủ màu 2 đây. Đấy rồi. Tìm những con chéo của bên phía đội bạn. Và họ đã đập gì đây? Có lẽ rằng là một nhà BN ở trong. Cẩn thận nhá, có phù thủy đến từ bên phía của cái thủ Venop đằng sau đấy. Đó đấy đang vẫy, đang phổ. Họ đang kéo dần dài, đập móng gì đó. Như vậy là một móng nhà BR nữa đến từ bên phía của cái thủ Venop trong tình huống này. Và Yuki đang có thằng này là 33-40. Một bài Summer Dance đang đánh là khá khỏe dành cho đội trưởng của team Sky. Bóng màu 3 đẩy cung. Và như vậy là quyết cao đẩy cung sang bên phía của cái thủ Yuki luôn. Với tổng cộng độ chục con cung. Đấy rồi, dân của bên phía cái thủ Venop. Múc ở nhà có lẽ rằng chạy thôi, ăn được một mớ dân của bên phía cái thủ Venop nhỉ. Venop đang cực kỳ yếu ở trận đấu này. Bởi chim sẻ hiện tại đang bắt đầu chuyển cùng Hà rồi, bắt đầu chỉ cùng Hà rồi. Đây là Yuki. Và Yuki đang bắt những tấn công và tiếp viện của bên phía cái thủ quýt cam đẩy lên nhà bên mình, đang kéo quân về bắt, đang kéo quân và kéo cùng về bắt nhà bên phía của cái thủ ba. Đây rồi, bắt những tấn công đi lẻ của bên phía cái thủ quýt cam, những tấn công tiếp viện. Tuần này là lừa thôi, bỏ câu kéo thời gian thôi.
cố gắng cầu kéo thời gian tuần này. Bắt được hay không? Bắt đầu sổ vào dành cho cầu đôi của Lý Quân Eagle. Tuần này bắt được. Bắt được, vậy em không nhỉ? Vâng, tôi lại bắt được nha, có cung đầu bắn. Và những con chém này chém chùa trong tình huống này, khi mà cung của cái tục quý cam đang là người chạy trên bản đồ nhưng không đứng lại bắn. Và bây giờ mới quay trở lại bắn trong đứng này. Nhưng có lẽ rằng là khó dành về phía đầu bạn, khi mà cung của cái tục chia sẻ đang có đằng sau là khá nhiều, nhưng không có chém của bên phía kỳ thủ về đâu kéo lên cứu trong đứng này. Và chạy thôi anh ơi, bòi chạy nào. Vâng, có lẽ rằng cần phải kéo về nhà Bea để tụ thêm những con cung nữa thì mới có thể đấu được cho đứa vừa rồi. Còn bên phía của cái thủ chủ kỳ thì vẫn đang có tham này là bằng hơn 20 một chút xíu, 21 chưa thắng được nha. Khi mà bên phía kỳ thủ kỹ càng vẫn đang có một tham này là rất to. Bây giờ sẽ là chim sẻ cầm chủ lực mì đoạn, và bên phía các bạn là quyết cảm. Và tất nhiên là Quyết Cam là người lợi thế hơn khi mà đầu bạn lên thật công A trong thời điểm đầu tiên, hơn chúng ta là người chuyển công A. Tầm xa con xe đã là 7 cộng 4 rồi, cơ cấu nhà là rất tốt. Đây rồi, bắt vậy em không nhỉ, vậy đây rồi. Một tên công A đi lỗi đến từ bên phía của kỳ thủ Quyết Cam, một thiếu đi công A lỗi. Rồi ok, bắt được một vài công A của bên phía đầu bạn, nhưng ở nhà cẩn thận. Có lẽ rằng chu kỳ cần phải quản lại nhà bên phía của cái thủ màu hai một tôn, quản lại nhà bên phía cái thủ về lớp một tôn, quản lại nhà bên phía cái thủ với lớp một tôn, khi mà về lớp là con em một tô có khả năng hồi tham và sóc chém là rất tốt nha. Cố gắng không cho cái thủ về lớp trong vào thi đấu trong những thời điểm tiếp theo nữa. Còn đây là bên phía của cái thủ trên xa, bài của anh vẫn đang là 71/80, đang khá nhiều nhà bè được lập ra có thể sóc những con cung ngang của mình. Tham này, vâng, như vậy là tham cân. Mình không thấy Quyết Cam có quá nhiều dân trong tình huống soi tham vừa rồi của chim sẻ, hình như chỉ có hơn 30 dân dành cho Quyết Cam thôi, nếu mình nhìn không nhầm là như vậy. Tham này của Quyết Cam không phải là một tham này quá to và dân không nhiều nhỉ. Tham này có lẽ rằng chỉ là cân mà thôi. Hôm nay chim sẻ đang 85 gần 1 lít rồi. Đây là bên phía của chú ghi đang quản lại những bên phía cái thủ về lớp của tôi. Đúng rồi, quản chặt lại những bên phía cái thủ về lớp, không chủ về lớp có những con chém chài nữa. Mình nghĩ rằng là chơi được thoải mái luôn. Đây rồi, cẩn thận tới đây. Họ vẩy e, họ bắt đầu vẩy e, chém sổ vào để có thể bắn vào cũng như là tay cho những con cung bắn chùa. Như tuần này chơi được, tuần này mình nghĩ rằng là chơi thoải mái rất nhiều cặp đôi của Lê Quân Đề Cổ. Có lạc đà chài và cung rờ bắn nữa đến từ bên phía của cái thủ chú ghi trên thế này. Bằng hai đội trưởng của team Sparta và Sky đang kết hợp với nhau trong tình huống đấu quân cực kỳ quan trọng của mình. Và không còn công an nữa ra những kỹ thuật quyết cảm, chỉ còn người chém tuần này đến từ phía của kỹ thuật Venom mà thôi. Và chơi được tuần này, tiếp tục dí thêm công an lên đến từ phía của kỹ thuật chim sẻ đi đắng. Và tuần này mình nghĩ rằng là thành công đấu được đến từ phía của mình bằng lãi luôn ạ. Được cây chưa, và liệu có đẩy luôn đến từ phía của chúng ta hay không. Bắt đầu một tên công an rất to của kỹ thuật quyết cảm cho đứa vừa rồi, ra ngoài ăn bãi vàng tiếp theo trong trận đấu này và đốt nhà BL của kỳ thủ Việt Đông. Và đốt nhà quân của bên phía kỳ thủ cầm em mô tô trước, và sau đó chúng ta sẽ đẩy cùng ngoài sau. Bằng đẩy lên nhà bên phía của bộ hai một tôi và đốt gãy, đốt sạch nhà bên phía của kỳ thủ Việt Đông trong tướng này. Và đã sóc cực kỳ đều những con cung gà đến từ bên phía của chim sẻ này đang. Và vẫn đang mình nghĩ rằng là một thằng này cần đến từ cả hai bên. Vâng, Yuki vẫn đang quản nhà bên phía của kỳ thủ mùa 2 một tuần là cực kỳ chặt. Vẫn đang quản nhà bên phía của kỳ thủ mùa 2 là cực kỳ gắt nha. Không cho bên phía của kỳ thủ Việt Đông hồi thang cũng như là có những con chém chài. Còn đây là bên phía của chim sẻ, tham lai 1 lít rồi. Vâng, đã là 3 con số ở tham lai của mình. Cô thứ 29 trong game. Vâng, tiếp tục bắt cung của bên phía kỳ thủ quyết cảm. Tuần này tuần không nhiều đến từ bên phía của kỳ thủ mùa 3. Bắt được, thoải mái luôn. Vâng, đang đuổi rất sát, đang đuổi cực kỳ sát tới cung A vừa rồi của kỳ thủ quyết cảm nha. Đây rồi, chạy hộ tôi cái. Vâng, chạy hộ tôi cái. Vâng, họ đang đứng lại điều, họ đang đứng lại để có thể vâng điều tuần này. Xong, như vậy là bắt được thêm một tuần nữa của kỳ thủ quyết cảm, tăng thêm một vài nhà bè nữa dành cho bên phía của kỳ thủ chim sẻ đáng để có thể sóc đều những cung A hơn, sóc nhiều cung A hơn. Đây rồi, như vậy là màu ba vẫn đang đẩy cung A là khá lệ thể dành cho bên phía của kỳ thủ quyết cảm nhá. Như vậy là tươi đấy, lại bắt thế này, lại bắt. Rồi. Vâng, rình rình thế này. Quyết Cam hiện tại đang giật lên dốc. Vâng, Quyết đang giật lên dốc thế này.
Chim sẻ hiện tại đang đang tụ cùng Nga, đang tụ cùng Nga đón đầu. Và đây là tuần đón lọc đến từ bên phía của chim sẻ đánh đắng và bắt tuần cùng Nga vừa rồi. Và màu hai vào đây tôi cân cả màu hai luôn. Và cân cả những con chém bia mô tô đến từ bên phía kỹ thuật viên đất luôn, được hay chưa? Thì một số lượng công Nga của chim sẻ đang là cực kỳ nhiều. Thế mày nào. Như vậy là bằng chúng ta đã có bản đồ đến từ phía của cái tụi chim sẻ đi nắng rồi. Đã có bản đồ rồi. Đang thêm một nhà bia nữa. Và có lẽ rằng chim sẻ đang có bằng trong mình là khoảng độ tầm vào 10 nhà bia rồi. À, về đốp cầm yên một tô. Vâng, bản đồ đã có dành bên phía của cái tụi chim sẻ rồi. Và bây giờ sẽ là tình huống đầu quân đẩy quân lên nhà bên phía của cái tụi Kết Cam để kết thúc trận đấu này. Và đúng là chim sẻ cầm chủ lực, mình nghĩ rằng là mà khó dành nhiều đội bạn. Thực sự trận đấu chim sẻ cầm chủ lực rất khỏe. Và thàn này 51 dân đến từ bên phía của cầu thủ 18 chim sẻ, và mình không nhìn rõ dân của cầu thủ Quyết Cam. Trận đấu soi tham vừa rồi nhưng có lẽ rằng dân của sẻ nhiều hơn. Vâng, chỉ cần tầm khoảng độ 3 bước nữa thôi là Quyết Cam sẽ mất một tấm quà to. Nhưng rất may Quyết Cam tỉnh đúng lúc. Và anh tỉnh đúng lúc đấy. Chỉ cần anh bước lên tầm khoảng độ 3 bước nữa thôi là có lẽ rằng đội bạn sẽ mất tầm khoảng độ hơn chục cùng à. Và đây là tình huống mà chúng ta di đây nhà bên phía của cái thủ mà ba Quyết Cam là cực kỳ nhiều cùng. Tầm khoảng độ hơn 2 kích phun. Tầm gần 3 kích phun đến từ bên phía của chim sẻ đánh đắng với những cùng hoa của Minh Đoàn. Và tuần này thì có lẽ rằng là được đến từ bên phía của chim sẻ. Tơn di được đến từ bên phía của bên mình và kết thúc trận đấu này ở đây thôi. Có dốc. Và có dốc đến từ bên phía của cái thủ Quyết Cam. Tuần này thì có lẽ rằng cần phải giật vào. Giật về và đẩy thực cùng lên đến từ bên phía của chim sẻ đánh đắng. Mà họ đang chài và chúng ta cũng là người điều chứ không phải là không điều và không chài. Ở nhà bị bóng máy với tầm khoảng độ 5 con chém của Yamamoto gây thủ phía đất. Nhưng tầm này nhà đã kín rồi, thoải mái luôn. Tơn đang đẩy thì vẫn đang là tươi. Tơn đẩy thì hiện tại vẫn đang là đống được đến từ bên phía chiếm sản. Họ đang có dốc về thủ nhà. Vì vậy chúng ta chưa đẩy được quá nhiều. Nhưng cẩn thận. Vâng, Yamamoto của gây thủ vòng với lớp vẫn đang là khá nhiều chém với bóng máy nhà chiếm sẻ. Chiếm sẻ vẫn đang vầy e. Và đang bằng thủ nhà cho đúng này. Hơi mất tay ở nhà. Và tuần cũng đã đẩy thế nào nhỉ. Cẩn thận nha. Vâng, tuần này như vậy là chưa đẩy được. Khi mà đội bạn có một con dốc là cực kỳ cao. Bằng giật vào. Bằng thủ nhà một tuần đã. Nhà một tuần đúng là bằng dễ văn chém. Đội bạn đã rất yếu rồi. Và có lẽ rằng số lượng dân của cái lớp không còn quá nhiều nữa. Nhưng mà về lớp vẫn đang có khá nhiều chém quay cháo cho những phía cái tổ chim sẻ đi đang. Và thế trận vẫn đang là rất căng dành cho cặp đôi chúng ta. Chưa thắng được. Chim sẻ đang mất tay ở nhà và cũng như là bằng yếu lực đi một chút xíu. Nhưng mà đội bạn vẫn đang có những con chém móc máy là cực kỳ khó chịu. Còn quay trở lại với cả bên phía của tuyển Yuki. Tham mạng của Yuki đang là 19. Sẽ đón 17 thôi. 17 mà thôi. Tiếp tục là chạy. Còn đây là bên phía của cái tuyển chim sẻ. Và chim sẻ vẫn đang móc máy một tôi vào trong nhà bên phía của cái tuyển Quyết Cam. Như vậy là về lớp vẫn đang có những con chém móc máy quấy cháo cho nhà bị phiếu của chim sẻ. Tòa này như vậy tạm thời thủ xong rồi. Màu ba đẩy nhưng không có cửa đến từ bị phiếu của kỳ thủ Quyết Cam. Và bây giờ thì có lẽ rằng bắt tên cung hoa này của kỳ thủ Quyết Cam. Và đây rồi, tên này Quyết Cam đang không để ý này. Và màu ba đang không để ý tên quân ở nhà của bên phía đội bạn. Một tên quân mà chúng ta đang bắn được khá khá dân của kỳ thủ màu ba. Và tên này tên đi lỗi cung hoa đến từ bị phiếu của kỳ thủ Quyết Cam. Không cửa chạy được chưa. Mất toàn bộ số lượng cung hoa vừa rồi đến từ bên phía của cái tụi màu ba. Và thang này có lẽ rằng chúng ta đang là người đề ở trận đấu này. Thời điểm phút thứ 40 trong game. Và thang có lẽ rằng chúng ta đang đi là khá mạnh. Sau những tình huống bắt được dân bên phía là bạn, bắt được quân của bên phía là bạn. Thang này chia sẻ đang là 122/176. Vâng, thằng này của chia sẻ có lẽ rằng hiện tại đang là to nhất trên bản đồ. Như vậy là Quyết là người đi sai ở trận đấu chung kết này. Vâng, tỷ số là 3-2 nghiêng về các đội chúng ta trong trận đấu đầu tiên. Một trận đấu thực sự là thoát tim khi mà chúng ta bị bên phía đội bạn bật thông ngoài trận. Và quân bình tỷ số là 2 đều về trận sau 4 trận đấu. Nhưng rất may trong trận chung kết này chia sẻ có một trận đấu cầm liên đoàn chủ lực là cực kỳ tốt. Cho dù lúc đầu anh đánh chém. Và tỷ số là 3-2 nghiêng về chúng ta và 1-0 về C trong trận đấu này. Trước cặp đôi đến từ Liên Quân của Vec, Quyết và Về Đốc. Và đến với cả trận đấu tiếp theo thôi nào, trận đầu trong series thứ hai. Thực sự mà nói thì chim sẻ cầm chủ lực tốt hơn so với Quyết trong trận